Không lâu sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc trao đổi tù nhân, Iran thông báo nước này đã giảm đáng kể tốc độ tích lũy uranium. Dù chưa mang tính đột phá, nhưng đây vẫn được coi là những tín hiệu tích cực đối với hy vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân, đồng thời hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, JCPOA. Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin mới nhất cho biết, gần đây, Iran đã pha loãng một phần nhỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu 60%, qua đó giảm đáng kể tốc độ tích lũy uranium được làm giàu ở mức độ cao. Đáng chú ý, thông tin nói trên xuất hiện chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận về việc trao đổi tù nhân. Theo thỏa thuận này, 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran sẽ được hai bên trao đổi. Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán kín và căng thẳng giữa hai nước thông qua Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải. Ngoài ra, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran, cùng với thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran, các ngân hàng Hàn Quốc đã chấp nhận giải phóng khối tài sản của Iran đang bị đóng băng tại Hàn Quốc theo lệnh cấm vận trước đó của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này đã nhận được bảo đảm từ phía Mỹ về việc giải phóng khối tài sản bị đóng băng. Reuters cho biết thêm số tiền bị đóng băng này vào khoảng hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Một nguồn tin khác thì cho rằng số tiền này ước tính khoảng 6-7 tỷ đô la Mỹ. Thông tin nói trên cũng đã được ông Mohammad Jamshidi, quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Iran xác nhận. Các tù nhân Mỹ ở Iran và tù nhân Iran ở Mỹ sẽ được trả tự do song song với việc các ngân hàng Hàn Quốc chấm dứt phong tỏa những tài sản của Iran, ông Jamshidi tuyên bố trên mạng xã hội. Đáp lại, trong thông báo đưa ra ngày 11 tháng 8, Nhà Trắng cho biết vẫn sẽ có những hạn chế đối với Iran trong việc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào được dỡ bỏ phong tỏa. Về cơ bản, các khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng cho thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế không có mục đích lưỡng dụng. Ngoài ra sẽ có một quy trình thẩm định nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn của Bộ Tài chính Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nêu rõ. Mặc dù vậy, người phát ngôn Kirby khẳng định hiện không có trở ngại nào đối với việc chuyển khoản tiền bị đóng băng từ các ngân hàng của Hàn Quốc sang Qatar, nơi mà Iran có thể tiếp cận các khoản tiền này. Số tài sản bị phong tỏa nói trên là một phần trong lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và đã được tái áp đặt sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018. Từ lâu, Iran cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa đối với số tiền này. Theo Thủ tướng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, với vai trò trung gian hòa giải, thời gian qua, các quan chức Qatar đã liên tục thăm Washington và Tehran nhằm thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Truyền thông Iran cũng dẫn lời các quan chức hàng đầu của nước này cho rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân vừa đạt được sẽ tạo điều kiện để đàm phán Mỹ-Iran liên quan tới vấn đề hạt nhân đi đến chung cuộc và tiến tới việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015. Theo Quân đội Nhân dân, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.